Cái gì thế kia? Ui, chắc có lẽ một cái cành cây nó bị gãy. Cái gì thế này? Mọi người ơi, đây là lần đầu tiên mà mình thấy có một cái thứ gì đó nó rất là kỳ lạ. Mình đã lạc vào một cái khu vực tâm linh của người Chăm rồi. Ui, hình như mình mới bị một cái gì đó lôi cái chân của mình á, và có đeo mấy sợi dây nữa. Ui, đằng sau có một cái đôi hài nữa. Ui, xin chào mọi người, rất là vui quay trở lại kênh của Nhân. Hiện tại thì Nhân đang có mặt tại một địa danh thuộc tỉnh Ninh Thuận, đó là Hòn Đỏ. Thì sau khi tìm hiểu, Nhân được biết là ở tại cái Hòn Đỏ này á, là có một lãnh địa, người ta gọi là lãnh địa, một lãnh địa tâm linh á, mà hiếm khi mà vào ban đêm á, hoặc là những cái lúc chạng vạng á, những người dân ở đây gần như là không ai dám vén mảng vô cái khu vực này. Vì thế mà hôm nay là Nhân quyết định là Nhân sẽ đến đây khám phá và trải nghiệm xem thử là ở nơi đó có gì đặc biệt về tâm linh, mà tại sao người dân địa phương họ lại e dè, họ lại không dám đến vào những cái thời điểm mà chạng vạng, chập tối hoặc là ban đêm á. Thì để biết được cái khu vực tâm linh đó nó như thế nào, thì bây giờ Nhân mời tất cả mọi người hãy đồng hành clip này cùng với Nhân nhé. Ở đây là một cái khu vực ven biển, giống như là một cái eo á. Thì không biết là ở đây có phải là một cái khu căn cứ cách mạng hay là một cái gì đó liên quan tới quân sự hay không. Nhưng mà ở đây Nhân thấy là có những cái lô cốt á, và những cái đường hào như thế này này. Đó, mọi người thấy không? Thì có lẽ là những cái lô cốt này á, nó mới được thành lập và xây dựng gần đây thôi, và mình cũng chưa có định hình được là ở trong cái khu vực tâm linh đó hiện đang có những cái điều gì đó ở trong cái khu vực đó. Vì thế mà mình sẽ đi khám phá cái khu này. Mọi người thấy cái khung cảnh ở đây, cả một cái rừng dương luôn. Hiện tại bây giờ là 6 giờ chiều rồi. Cái lúc này là lúc chập choạng tối nè, chạng vạng nè. Thời tiết vào mùa hè á, khi mà 6 giờ hoặc là 6 giờ rưỡi chiều á, trời nó còn cũng hơi ửng sáng nè. Mặt trời thì nó đã lặn rồi, mọi người thấy không? Thì cameraman sẽ ở phía ngoài xa giữ xe rồi, bởi vì Nhân sợ bị mất cắp. Đây là những cái hào không? Hào công sự hả? Quân sự cho mọi người đúng không?
Ở đây mình có thấy một cái dấu vết gì đó rất là lạ này. Giống như ai đó để đánh dấu một cái gì ngay chỗ cái khu vực này. Rất là giống với lại một cái nơi mà người ta bỏ thai nhi á, người ta làm dấu ở đây, mọi người thấy không? Thì có một cái con vật gì đó nó đã làm cho cái cát này nó bung lên thế này. Thật là khó hiểu. Những công trình quân sự bao quanh cái khu vực hòn đó này. Phía đằng này là biển rồi. Mình cũng có hỏi sơ sơ người dân địa phương ở ven đây á, thì họ nói là ở trong đây có một cái ngôi miếu gì đó rất là linh thiêng luôn. Cái công trình này nó bị sập rồi. Hình như mình đã thấy một cái gì đó rất là lớn, một công trình gì đó rất là lớn kìa. Wow. Ở trên cái quẻ đồi cát này bỗng nhiên có một cái núi san hô nằm trên đây, giống như là có một cái bàn tay của con người đã mang san hô lên đây, giống như là một cái ngôi mộ gì đó rất là lớn luôn. Ui, wow, mình giật hết cả mình luôn, không tin vào mắt mình luôn mọi người. Một cái gì đó nó đang ở đằng sau cái lùm cây kìa. Sao tự nhiên khi mà mình đi vô cái khu vực này á, mắt của mình nó có cái cảm giác nó rất là mờ luôn, không nhìn rõ mọi vật đó. Ui, cái gì thế kia? Ui, chắc có lẽ một cái cành cây nó bị gãy. Cái gì thế này mọi người ơi, đây là lần đầu tiên mà mình thấy có một cái thứ gì đó nó rất là kỳ lạ. Cái gì thế này ta? Ui, mình mới thấy nó có một cái bóng gì đó ngay đây này, bay qua phía bên này. Tự nhiên khi mà đến ngay cái chỗ này á, mình cảm thấy nó có một cái gì đó nó đau đầu quá. Đau đầu kinh khủng luôn. Cái này là cái gì ta? Nhìn giống như là một cái biểu tượng của
một cái hình người ấy, có quấn một cái khăn trắng bên trong và cột thêm một cái lớp khăn đỏ bên ngoài. Ở đây thì có giống như là một áo choàng này, mọi người thấy không? Và có ai đó dường như đã đốt nhang ở đây, thì cây nhang cháy cũng gần hết rồi. Vậy thì có ai đó đã có mặt ở đây tầm khoảng một tiếng. Nhưng cái ly, không biết mình có nên đụng vào những cái thứ này không ta. Ly bị rơi rồi. Thôi con xin phép, con sẽ bỏ mấy cái ly này lên trên lại nha. Mình nhìn giống như văn hóa của người Chăm á. Vì sao lại họ lại đặt những pho tượng kỳ lạ như thế này ở đây ta? Khi mà nhìn từ xa á, nếu như mà ai mà bị yếu tim á, rất là dễ bị giật mình. Nhìn hãi hùng luôn. Wow, rất là giống dáng dấp của một con người luôn á. Đầu mình còn khá là đau luôn. Kỳ lạ. Có vẻ như mình đã lạc vào một cái khu vực tâm linh của người Chăm rồi. Ui, hình như mình mới bị một cái gì đó lôi cái chân của mình á. Mắt thì rất là mờ, đầu thì rất là đau. Bên này có một cục đá này. Trên cục đá này thì có khắc rất là nhiều tiếng Chăm. Thường á, thì chữ mà khắc trên đá như thế này á, thì nó đã tồn tại hàng ngàn năm rồi. Bây giờ những cái dòng chữ này chỉ có người Chăm mới có thể dịch được. Mình thì bó tay rồi. Vậy là đúng rồi. Ui, mọi người xem này. Trên những thân cây mà họ còn cột cả những cái tấm vải màu đỏ, nó nhìn ghê phết. Ui, bên kia có một pho tượng nữa này. Vậy thì mình nghĩ như thế này, là những cái ụ đá, những cái ụ mà ụ một núi san hô như thế này, mình nghĩ là một cái phần mộ của một ai đó. Bên này là có một cái đống thế này nè, bên kia cũng có y chang. Bên này cũng vậy nè, họ cột một cái tảng đá xong họ quấn lại giống như dáng dấp của một hình người ấy. Vì sao họ lại làm như thế này, và cái mục đích của họ là để làm gì? Ai có thể giải đáp câu hỏi này giùm cho mình? Rất là kỳ lạ. Mình cũng đã đi rất là nhiều nơi, khám phá rất là nhiều địa danh tâm linh của người Chăm, nhưng đây là lần đầu tiên mà mình thấy là có những cái bức tượng nó kỳ lạ như thế này luôn. Đây chắc có lẽ một cái bộ đã dùng lâu rồi, cho nên thay bỏ đây. Chắc mình cũng không có dám đụng vô những cái thứ này đâu. Đồ của người Chăm á, nhiều khi họ dùng bùa chú á, họ yểm vào trong này nè. Rất là ghê luôn. Thì mọi người cũng biết rồi, cái văn hóa của người Chăm á, họ hay dùng những cái thuật bùa chú gì đó, giống như là hồi xưa họ chôn vàng á. Họ chôn vàng thì họ
có những cái thần chú rất là ghê rợn. Ui, đây có một ngôi miếu gì đây này. Ban đêm thì người ta không có đến đây đâu, không ai dám hết. Ở trước ngôi miếu có một cánh cổng nhưng mà ghi bằng tiếng Chăm á. Vì thế mình không thể nào mà mình đọc được. Chắc có lẽ mình phải bỏ giày ra thôi. Ở trên này có những cái dòng chữ tiếng Chăm nhưng mà bị tróc sơn hết rồi. Nè, trong này cũng có tượng nè, mọi người thấy không? Nhìn rất là ghê luôn. Nếu như mà ban đêm vô đây chắc có vẻ phải giật mình với những cái pho tượng như thế này. Nhìn đúng là ghê thật luôn mọi người. Rất là giống người luôn. Có mặc đồ, khoác đồ như thế này. Bên trong là những cái tảng đá và có đeo mấy sợi dây nữa này. Ui, đằng sau có một cái đôi hài nữa. Ui. Ui. Điện tử mở. Kỳ thế. Hay là điện năng lượng ta? Để mình ra ngoài mình xem thử. Có một điều rất là kỳ lạ đó. Để mình coi có thấm năng lượng nào. À đúng rồi, đây có một tấm năng lượng nhỏ trên này. Ui, làm giật hết cả mình. Thì đây là một nơi được cho là tâm linh. Thì hôm nay con có duyên con đến. Thì con xin chắp tay mong bà hãy phù hộ cho con có được sức khỏe. Cũng may là có được cái bóng điện năng lượng, vì thế mà nó làm cho chỗ này sáng lên. Mình cũng cảm thấy đỡ hồi hộp đi. Bởi vì một mình mà lạc giữa một cái rừng keo thế này, mà đặc biệt là một cái nơi mà tâm linh. Những người dân chài ở đây gần như giờ này là họ không dám vén mảng qua đây luôn. Mình phải nói rất là bạo gan luôn. Ui, có cái tiếng gì đó ta. Bên trong pho tượng này nè, cũng là một tảng đá được khoác lên mình một cái bộ y phục gì đó, một văn hóa của người Chăm.
Bây giờ mình sẽ đi ra lại mọi người. Trời bây giờ nó cũng tối dần rồi, đen thui rồi. Mình phải dùng một cái đèn trời sáng nè. Đấy, mọi người thấy không? Khi mà... Ui, cái gì thế kia? Chuột à? Wow, con nào con lấy mà nó to chập bá luôn. Ban đêm khi mà đến đây nhìn những cái cảnh tượng này, ai mà bị yếu tim là hãi hùng luôn á, chứ không phải đơn giản đâu. Hai cái núi san hô này chắc có lẽ là họ chôn dưới này, chứ không có lý gì mà tự nhiên họ lại dựng hai cái núi san hô lên thế này. Đó, pho tượng này. Ui, nhìn mà phải nói ban đêm khi mà vô trong này lớ quớ là xỉu có nha mọi người. Ai mà yếu yếu là vô đây nhìn phát là xỉu luôn á. Giờ mình phải đi ra lại thôi. Ui, lang thang một mình ở giữa một cái rừng keo, mọi người, giữa một cái rừng thông như thế này. Ủa, cái này phải cái thông đâu, giữa một rừng dương thì cảm giác nó cũng hơi ấn ấn, đi tí không biết mình sợ lạc quá. Ok mọi người, có lẽ nhận sẽ kết thúc cái chuyến khám phá ở cái lãnh địa tâm linh này thôi. Để tìm đường ra, nếu như mà mọi người xem clip mà cảm thấy thú vị á, đừng quên like và đăng ký kênh để theo dõi những chuyến khám phá của Nhân nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha.